Trời. Thôi 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 thôi. Thôi Nhật ơi. Ui mày đốm mày đốm. Dính 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 dính. Rồi em xin chào tất cả mọi người. Quay lại với kênh khám phá và săn bắt của em. Thì hôm nay em tiếp tục đem cái súp đi dít để kiếm những con cá to gửi đến mọi người cùng xem nha. Thì hôm nay em đi chung với cái thằng của em gần nhà. Thì anh em lấy cái súp chèo ra thì nó có gặp trời mưa á mọi người, thì cũng sợ là câu không được. Tại vì mùa này mưa nó hay có dông á, như mọi người thấy lúc đầu nó có mưa, như trước mặt mình á là nó đang có mưa á. Nên em về nhà em thu tiếng, tại vì cái lúc này nó mưa nó gió á, thì sợ lúc đầu nói thì mọi người không nghe, với lại cái nước nó hay nhiễu vô cái cam á nên sợ mọi người không thấy á. Để về nè em thu tiếng sau. Thì mong tất cả mọi người theo dõi cái buổi đi dít của em ngày hôm nay nha. Vô nhà coi. Sâu lắm, còn rút ở dưới lận. Giờ mới tới dây 40 mét nè. Wow, mỏi quá. Vô. Mở hàng, mở hàng. Sâu quá câu nên hơi mỏi tay. Người cá khế. Khế quá. Mỏi trời. Khế rồi. Cá đỏ mép. Trời ơi, con cá đỏ mép nó bự nè nhà coi. Con cá đỏ mép nè. Ôi. Ôi con cá đỏ mép mọi người. Đỏ mép khủng lồ. Chứ không chứ. Cá bự nha, giật này. Dạ, thằng miếng. Chắc mày quịch quá. Lên. Ủa cá khế, quịch. Quịch nha coi. Quịch, 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 quịch. Ô cá quịch người. Con người quịch nha. Lấy cái thanh ra. Bay bay bay. Câu đi câu đi câu đi câu đi câu đi câu đi. Câu đi để anh bỏ vô trong túi. Gì thấy không má, gì nước nó trong cố ơi.
đúng rồi đó. Ngay điểm nãy nó ăn nè Nhật. Thấy san hô dưới anh mới dướng nè. Ui thấy san hô đuối luôn, nó cái trong tới nổi thấy san hô đây luôn trời. Giờ thấy rõ luôn kìa. Ừ. Đây phải 16 mét. Mấy cái này lặn hình ngon á. Nó bị trong dữ nha. Trời ơi nước này xuống này chỉ có nằm bóp cò thôi chứ Nhật làm cái gì. Thấy dạng mà. Anh thấy rồi. Từ 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 dích lên cái anh chèo ra cho nó ra cái chân rạn cái mực. Nó ra cái chân rạn. Cái gì vậy dữ ta? Mày quỳnh cái gì vậy? Cái mày quật ha. Chạy dữ nữa. Cái nhông. Cái đó. Mày đốm. Nhật ơi. Ui mày đốm. Dính. Ui mày đốm. Ui cái sọng. Cái sọng. Cái chan. Mày đốm mọi người. Mày đốm nha. Em mình dính con cá mày chan nữa rồi. Ui. Mày chan nghe. Anh. Cái gì vậy? Ngồi sảy rồi. Mày, lấy mồi bóp đi Nhật. Như mày chan hay gì á, hay cá sòng ta. Nãy nó nhảy lên đó Nhật. Nó nhảy lên đó. Ừ dính vậy mà còn sảy nè. Nãy anh thấy con cá nhảy lên mà. Vậy mày sảy trời Nhật. Trời ơi sảy Nhật ơi. Đó Nhật dính rồi. Cái cá gì đây? Ủa mày chán. Lấy con mồi của anh chưa? Ừ. Mày chán người. Mày chán. Chán sai nhỏ. Rồi đứt mồi luôn. Giục mồi luôn rồi. Kìa, đáp đâu. Ui. Nó đắp cái bụng đó. Nó đắp cái bụng cái này nè. Để chìm xuống cái Nhật. Nó không ăn nổi đâu. Nó chìm dưới á. Xíu mọi người.
Uống bay với thằng sao cả. Ô. Con này bự nha. Mở cái túi ra. Ôi trời. Quán cái là trang là gì đó. Nó ăn đáy hả ta? Ừ nó ăn đáy, nó không ăn nổi đâu. Rồi, đóng đóng cái túi này, nó không ăn nổi đâu Nhật. Ăn hơi đáy xíu quá. Ui tám mới cơ. Bây giờ gặp bạn cá mày trang luôn. Tự nhiên nó lên gớt cái con phèn mà nấy hay thiệt. Em để cho nó chìm xuống đấy luôn á. Đó, đó Nhật. Kìa kìa Nhật ơi, dưới đây nè. Nó mới ăn hụt anh nữa đó. Dính luôn mọi người. Xem đồ đi. Xem đồ đi. Nhảy nó 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 đi. Em giúp đi. Dính nữa mọi người ơi. Bậy nó đây giật ơi. Vô vô trong bờ đánh bóp ra đi. Trời. Thì giờ cũng về tới bờ nè mọi người. Lúc nãy đi trong góc kia thì hai anh em có gặp đàn cá mè trang. Thì vớt vát thêm được cá mè trang. Thì giờ để tới bờ thì em sẽ tổng kết cá ngày hôm nay đi câu cho mọi người cùng xem nha. À, bây giờ mới vô tới bờ nữa rồi. Thì bữa nay cũng được 5-6 con nha. Được mè trang nè. Được con to nè. Cũng gặp nó ăn nhiều rồi nhưng mà sảy á. Thì câu súp á cũng khó dính cá mè trang lắm. Cũng, nó dễ dữ lắm. Đây nè, cá mè trang. Thì mấy con cá này... vô cuối giờ gặp được nó thì đây có được 3 con mày trang. Đây đây là con mèo mày đốm nha. Cái này là con mèo đốm nè, mèo đốm cũng to nè. Với lại cá mè quịt nha mọi người. Mè quịt. Đây là con mè quịt nè. Đây là con cá đỏ mép. Đó, còn nếp xài to không thì ngày hôm nay em chỉ đi biển em mọi người, nhưng mà nó gặp mưa á nên nó hơi có dông á, nó chèo cũng hơi mệt đó. Thì em kết thúc cái buổi đi câu hôm nay nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn mọi người video sau.